Đây, chào các bạn. Tối nay buồn quá không biết làm gì nên quay video chơi. Giới thiệu không có gì chân á. Giới thiệu cái đôi dép đi trong nhà của mình thôi. Thì biết bạn biết sao không? Bây giờ ở Mỹ đã hạn 3 tháng cuối tháng 10 rồi, 25 tháng 10 rồi. 25 26 tháng 10 rồi. Mà trời ở ngoài nó lạnh lạnh rồi. Đó, mà ở trong nhà cũng vậy luôn. Nếu mà mở nhiệt độ nóng quá thì trong nhà nóng mà nó chảy máu mũi nữa, nó khô mũi nữa, ở dưới tốn điện nữa không, cho nên nó đặt nhiệt độ vừa vừa thôi cho nó mát mát lạnh lạnh. Excuse me, cái ngủ cho nó ngon đó. Nhưng mà đa số người ta ở đây á, nhà mình đang ở nhà sàn gỗ đó, đi đâu á, ở trong Costco nó mới bán cái đôi giày nè, là để đi ở trong nhà indoor với outdoor luôn đó. Mà giày đó bạn đè vô nè ha, nó giày cọ mà nó lông cũng đẹp lắm, nhìn vậy thôi cái đôi này có 11 đồng à, 10 đồng 99 thôi đó. Mua về làm gì, để đi trong nhà mùa đông này nó lạnh đi nó ấm chân, sáng ngày sáng sớm mới thức dậy không bước ra nó lạnh không, mang đôi giày ấm thoải mái chân tỉnh táo mà rẻ nữa đúng không. Đôi giày nó ơi, đôi dép này chứ không phải đôi giày, nãy giờ nó lộn đôi giày hoài. Một có 11 đồng thôi, đi thoải mái luôn mà giặt cũng dễ luôn. Nó này có nó cho mình giặt ở trong máy giặt được luôn á, giặt xong rồi mình bỏ cái máy sấy mình sấy được luôn, mà nó chứa rồi sấy đừng có sấy nóng quá là nó tiêu luôn á đó. Rồi đây đôi giày Adidas của mình luôn, cũng trong Costco luôn nha các bạn. Nói chung là sinh viên nghèo không có tiền mua mua hàng cũ ốc thôi đó, hàng xịn thì giấu đó, thấy không, đôi giày Adidas mới tinh luôn, dễ mang lắm bạn, nhẹ nữa dễ tay. Mình thích mang mấy như vậy đi nhẹ nhẹ đó, tại sao đi nó dễ không nặng chân. Đôi này như ta hình như là 29 đồng 99, 30 đồng á. Đôi này 30 đồng, đôi này 11 đồng. Mua hai cái có 41 đồng à. Mà các bạn xài được cũng khoảng năm mấy 2 năm luôn á. Đôi dép trước của mình mua của bắp quá. Mua có mấy đồng à, bởi vì mang có năm nó hư rồi. Hy vọng cái đôi dép này thì mang được 2 3 năm. Đôi giày này cũng được hang được 2 3 năm luôn. Đó, mình xài đồ ít hao lắm. Toàn mua xài 2 3 năm luôn mà bởi vì mấy hãng nó chắc nó lỗ dấu với mình luôn á. Ok, video này chỉ 88 vui vui đêm khuya ở Mỹ thôi. Để thông báo cái đôi dép mới của mình với đôi giày mới của mình. Đó, mua rẻ để đi mùa đông. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đón xem. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Video tiếp theo biết mình giới thiệu gì ta? Hy vọng tuần tới khoảng 26 27 vậy đó. Lá nó sẽ đổi màu. Nó đổi màu đều, để xanh như màu vàng, màu đỏ. Đỏ đậm, đỏ lợt, màu cam cam á, đẹp lắm. Ở trong mùa 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 thu ở Mỹ á gọi là fall colors. Đó, có một số state á nó gọi là fall colors. Các bạn đi lại một cái mấy cái National Forest á, rừng quốc gia mà mấy cái đường mà có rừng cây nhiều á, man bao đẹp luôn. Đi một con đường mà hai bên mà nó sao ta, hai hàng cây hai bên nó xanh vàng đỏ, trời ơi, nhìn nó lãng mạn đúng romantic luôn các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đón xem video này. Nói chuyện sàm sàm tám tám chơi buổi tối, vài bữa nữa mình sẽ đi mấy chỗ mà cái chỗ mà có cần cây mà nó đổi màu vậy á, mình sẽ quay video cho các bạn coi. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.